Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tô một bức tranh về ngôi sao nhé. Đây là bức tranh mà mình sẽ tô. Bây giờ chúng mình có bắt đầu tô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô những ngôi sao nhỏ trước. Mình sẽ sử dụng nhiều màu sắc khác nhau nhé. Đầu tiên mình sử dụng màu hồng. Sau đó mình sẽ sử dụng màu kem. Tiếp đến mình sẽ sử dụng màu tím. Tiếp đến mình sử dụng màu xanh dương. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh tím than nhé. Tiếp đến mình sử dụng màu cam đậm. Tiếp đến mình sử dụng màu đỏ nhé. Yến đang nóng. Nhưng lần trước cũng vậy mà. Lần trước của chị bị Yến đâu. Lâu lắm. Bây giờ mình chị gọi cái gì đấy, không qua đi nữa. Tiếp đến bây giờ mình sẽ sử dụng màu vàng để tô ngôi sao nhé. Có biến bố mẹ tao đã gọi không phải là chị tao. Bạn tao hôm nọ còn lấy cái con ở Bắc Ninh đấy, lấy chồng Bắc Ninh đấy, hủy hết đâu đấy, xong về sau thằng đấy phải về ấy. Nói chuyện với con này nó mới ấy tiếp. Đúng là kiểu tinh tươm rồi, định ngày kết hôn các thứ rồi. Không, hai đứa nói với nhau xong rồi thằng kia phải sang nhà con này để giải thích. Không biết nó hiểu lầm cái gì ấy. Thấy bạn tao kể lại thế, nó không kể với tao. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh để tô nha. Nói chung là kiểu mày hiểu nhắn tin ấy, cái ngữ điệu ấy, nó sẽ hiểu theo tùy ý từng người ấy. Nên cái thằng đấy nó mới phải về để nó nói chuyện với con này. Đúng là cứ phải mặt đối mặt cơ nhỉ mày nhỉ, để mới rõ ràng mọi chuyện được. Ừ, cứ phải mặt đối mặt, face to face thì nó mới rõ được, chứ còn vài cái dòng tin nhắn.
Đấy căng lắm, em biết đâu con đấy bảo bố mẹ hủy hết. Phải nghe. Đáng là hôm sau là nhà nó sắp lên nhà trai ăn thăm nhà đúng không? Là cãi nhau, thế là con đấy đấy thế là thôi luôn, đến tuần phải để đến tuần sau. Tiếp đến mình sử dụng màu hồng nhé. Tiếp theo bây giờ mình sẽ sử dụng màu tím nhé. Các bạn cũng có thể mix màu theo sở thích của mình. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.